Xin chào các bạn đã đến với Hana Vlog Cuộc Sống San Jose. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến khu chợ trời ở Redmond nhé. Cùng đi theo mình xem khu chợ trời sẽ bán những gì nào. Hôm nay là buổi sáng ngày Chủ nhật và chợ trời sẽ mở vào những ngày Chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Chạy từ xa, chúng ta có thể thấy chợ trời rồi đó. Buổi sáng của ngày Chủ nhật cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Đây là lần đầu tiên Joseph được mẹ dẫn đi chợ trời. Chợ trời ở đây thì bán rất là nhiều loại trái cây khác nhau và đủ loại rau, có như là rau muống, rau khoai. Các bạn cùng đi theo mình để xem nhé.
Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích kênh của Hana, vui lòng bấm like, share and subscribe. Xin chào và hẹn ở những video tiếp theo.